Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã trở lại thủ đô Washington DC vào ngày Chủ nhật 10 tháng 3, chỉ một ngày sau khi ông dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ trả thêm 8.6 tỷ Mỹ kim cho bức tường mà ông đã hứa xây dựng tại khu vực biên giới Hoa Kỳ và Mexico để chống lại nạn nhập cư và buôn người, buôn bán ma túy bất hợp pháp. Lời yêu cầu này đã thu hút sự chỉ trích nhanh chóng từ Đảng Dân chủ, với mức ngân quỹ nhiều hơn 6 lần so với những gì Quốc hội phân bổ cho các dự án biên giới trong mỗi 2 năm tài chính vừa qua, và nhiều hơn 6% so với con số mà ông Donald Trump đưa ra. Đảng Dân chủ, những người phản đối việc xây dựng bức tường là không cần thiết và vô đạo đức, đang kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ, khiến cho lời yêu cầu của Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa không thể nào giành được sự thông qua của Quốc hội. Bất kể Quốc hội Hoa Kỳ có thông qua khoản tiền này hay không, thì lời yêu cầu về ngân sách kia có thể giúp cho ông Trump xây dựng một hình ảnh quan trọng về vấn đề an ninh biên giới khi cuộc chạy đua Tổng thống năm 2020 tại Hoa Kỳ bắt đầu chuyển động, với việc Tổng thống tìm cách ra tái tranh cử.